Chào bạn, lại là tôi Đào Xuân Nhất đây. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cho bạn, hướng dẫn bạn cái cách làm thế nào để chúng ta có thể quay màn hình máy vi tính bằng phần mềm Camtasia Studio 8. Và nếu như bạn chưa có cái phần mềm này hay là bạn chưa biết cách cài đặt thì các bạn có thể ghé thăm cái website cá nhân của tôi là xuannhat.net, đúng không ạ? Các bạn tìm kiếm cái bài là hướng dẫn cài đặt phần mềm Camtasia Studio 8. Ở đây thì tôi có một cái đường link để cho các bạn tải phần mềm này về. Và sau khi các bạn tải về thì các bạn tiến hành cài đặt. Nếu như bạn chưa biết cách cài đặt thì các bạn có thể xem cái video hướng dẫn ở đây, được không ạ? Ok, và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Thì để có thể quay được màn hình thì các bạn tải cái phần mềm Camtasia về và các bạn cài đặt. Và đây thì tôi đã cài đặt rồi. Và tôi tiến hành khởi động. Ok, đây là cái giao diện của phần mềm Camtasia, đúng không ạ? Và cái nút này là nút quay lại màn hình các bạn. Các bạn click vào đây. Đó. Như vậy là nó sẽ tiến hành quay màn hình cho chúng ta. Đây, cái chúng ta có thể điều chỉnh ở đây đúng không ạ? Đây. Các bạn có thể điều chỉnh. Đó. Chúng ta có thể điều chỉnh to nhỏ khác nhau theo cái vùng mà chúng ta muốn quay. Ở đây thì chúng ta có thể quay full này, đúng không ạ? Ở đây thì chúng ta có thể tùy chỉnh. Đây chúng ta có thể quay cái kích thước như thế này. Đó, chúng ta muốn quay full. Thường thì tôi sẽ quay full màn hình thì tôi sẽ click vào là full. Đúng không ạ? Ở đây thì các bạn có muốn kết nối webcam hay không? À, các bạn có muốn quay video của mình hay không? Thì các bạn click vào đây, đúng không ạ? Và ở đây là các bạn sẽ tiến hành bật mic lên. Muốn không sử dụng mic thì các bạn click vô cái dòng này, đúng không ạ? Nó cũng chỉ có một số các thông số như vậy thôi. Ok, các bạn có thể bật webcam lên. Rồi, và khi mà các bạn muốn quay thì các bạn tiến hành click vào đây để các bạn quay. Rồi, tôi tiến hành click này. Ok, nó bắt đầu. Xin chào bạn. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cho bạn cái cách làm thế nào để có thể quay màn hình máy vi tính. Đó, các bạn tiến hành, các bạn hướng dẫn, các bạn quay màn hình. Sau đó làm xong cái video đấy rồi thì các bạn tiến hành ấn stop, đúng không ạ? Đó, thì nó sẽ xuất hiện cái video của chúng ta ở đây. Và các bạn tiến hành, các bạn lưu thôi. Lưu lại, đúng không ạ? Ở đây thì tôi đã quay một cái video trước rồi. Thì tôi tiến hành lưu cái tên video ở đây là hướng dẫn quay màn hình máy vi tính. Bằng phần mềm Camtasia 8, đúng không ạ? Ok, các bạn lưu. Đó, thì ngay lập tức đó, nó sẽ xuất hiện ở trong cái file chỉnh sửa cho chúng ta luôn. Và chúng ta có thể chỉnh sửa trực tiếp. Các bạn có thể thêm intro, outro, đúng không ạ? Hiệu ứng âm thanh, rồi vân vân, những cái chữ, cái text, vân vân. Và các bạn mong muốn như thế nào thì các bạn chỉnh sửa như vậy. Và các bạn tiến hành lưu file, đúng không ạ? Các bạn có thể lựa chọn chất lượng và các bạn xuất file ra thôi, lưu tên hướng dẫn. Ở đây tôi ví dụ cho bạn thôi. Và các bạn tiến hành lưu lại, đúng không ạ? Các bạn chờ. Đó là cái cách vô cùng đơn giản. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng một số phần mềm khác, nhưng cái phần mềm Camtasia này nó vô cùng nhanh, nó render cực kỳ nhanh luôn, đúng không ạ? Đó. Ok, chúng ta đã có cái video quay màn hình đây rồi. Nó render cực kỳ nhanh, đúng không ạ? Quay một phát xong là nó sẽ đưa vào phần mềm cho chúng ta chỉnh sửa luôn, cực kỳ nhanh. Ok. Như vậy là tôi đã chia sẻ cho bạn, hướng dẫn bạn cái cách làm thế nào để có thể quay màn hình máy vi tính bằng phần mềm Camtasia. Vô cùng đơn giản, vô cùng nhanh. Render cực kỳ nhanh, đúng không ạ? Và nếu như các bạn thấy cái video này hay thì các bạn hãy ủng hộ tôi bằng cách là nhấn like, chia sẻ cái video này cho nhiều người được biết hơn. Và các bạn hãy giúp tôi đăng ký kênh, nhấn nút chuông để có thể nhận được những cái video mới nhất từ tôi. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những cái video sau. Chúc bạn thành công.